Điện thoại Vivo X70 Pro, camera đồng chế tác cùng Zeiss. Còn 4 ngày. Còn 4 ngày. Mà thôi, tập mới kịp. His name is John C. Nhân ơi, Nhân nha, biết nghe nhỏ không? Ủa Nhân, ơi, Nhân, biết không? Còn 4 ngày nữa là Running Man chiếu. 20:30 chủ nhật trên HTV7 và Vion Anh Giang đã biết rồi nha em. Ngủ, em biết, ngủ. Để em đi kêu người khác. Nhìn ơi, Vinh, Vinh, anh biết gì chưa? 4 ngày nữa rồi mình đám chiếu rồi. Chưa qua một clip 5 ngày đang coi. Ủa gì hả? À, đi đi. Ê, ngân, biết gì chưa? Đi chơi măng. Đi chơi măng. Tính ra là ai cũng biết hết luôn á. Quý vị biết chưa? Vậy thì còn chờ gì nữa? Hãy cùng chờ đón tập đầu tiên của Running Man Việt Nam. Chơi là chạy, chơi được đơn sóng vào lúc 20:30 chủ nhật hàng tuần, bắt đầu từ ngày 19 nha. Ready. Đón xem Running Man Việt Nam, chơi là chạy, 20:30 tối chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Xem sớm nhất và trọn bộ chỉ có trên Vion, tải app ngay.